chữ con á. Con huyền gì ta? Là Ủa con nhà chữ. nó hay mua nước của dưới Úc đúng không? À cái con đó đó hả? Giờ mình mới dạy gì Mặt luôn nó hả? dài dài á. Nó đừng muốn cái lông chân chữ này chữ này nó chữ dài chữ của dài chứ mình mới lông chân nó. Đúng rồi, phận ai ấy làm đúng không con? Con được lanh chanh luôn. Gì của mình được làm. Đúng, giỏi. Chống cho cái cô gì đó là có gì tập múa hả? Để quay cái tóc rồi đó. Nhẫn. Bạn ghé gì Úc lắm. Đít y bánh bèo nghe đồn Việt là Nam. Dạo này kêu ơi. Daddy younger. Younger y pump the water. Con xúc lại nước luôn con. Xúc lại nước, lấy nước lau cái miệng đi. Nhiều lắm, bơm nhiều nhiều. Đi đâu ra đó vậy không biết nữa. Xin mời. Rồi, ăn đi. Wow, hay vậy trời. Sao hay được vậy trời? Bạn kìa. Hay bỏ á. Vô ăn bỏ bạn nè. Chào vị khách không mời. Mời. Xin mời. Mời vô. Hỏi bạn ăn không? Vô bạn vô ăn. Uống tí. Trời. Vô đại đi có sao đâu. Vô. Ồ, quên bỏ này vô. Ăn đi. Quên đi, bỏ ăn gì chưa? Rồi. Ăn gì? Ăn cái gì cũng được. Ăn cháo. Bảo. Con sao chúng con ăn nhanh vậy? Ừ. Nhanh ăn con ăn hết sao? Sẽ ăn nhanh hơn thấy con là chứ con sợ thôi nè, ngán nè đậu á phòng nó bị khét á bạn ba nữa rồi. Ba nữa rồi bốn nữa con đi mua cái này cho ông nội ăn á, con mua phần hai, mua phần mười cho ông nội, mua phần hay mua cho con ăn. Xong rồi chị bán ra chị hỏi ăn hết không, mua nhiều vậy. Kêu là hết. Kêu là hết. Rồi chị nói ăn hết. Hỏi xem. Bà nội nó thấy con là bà nội nó bà nội ơi. Thêm bồi chén nữa không? Bà nội nó cào tay con. Thêm chén sốt nữa đi bạn ơi. Thêm ai có ăn nữa không? Nghe gọi thêm 10 chén. Được không? Ờ, 2 chén. 10 chén với lại 2 chén sốt nữa. Ăn thêm cái sốt cho đã rồi em gọi thêm 10 chén. Vô đây ngồi. Ngồi đây nè.